quý vị khán giả thân mến, có bao giờ giữa cuộc sống tha hương hối hả, chúng ta có mơ ước được trở về chưa? Về quê để dựng một cái ngôi nhà nhỏ nè, chồng thì cày ruộng, cuốc đất, trồng rau, rồi đào ao thả cá. Vợ thì phụ chăm sóc nhà cửa, ruộng vườn, rồi là nuôi thêm mớ heo, bầy gà, bầy vịt, nấu lên những cái bữa cơm ngon lành để cả nhà cùng thưởng thức nữa. Về quê thì đúng là công chuyện mần không có hết luôn á, không có thời gian nghỉ ngơi chứ nói chi mà chân diện. Nhưng mà rồi ở đó sẽ có những giấc ngủ thiệt sâu, sẽ có những nụ cười thiệt tươi và có tình làng nghĩa xóm, ta nói thương nhau như máu mủ ruột rà. Trong những câu chuyện kể về quê hương, ngoài không khí trong lành, ngoài cảnh vật hiền hòa và bình yên, thì tình làng nghĩa xóm chính là thứ khiến người ta cứ quyến luyến và trân trọng thiệt nhiều. Không cần phải là bà con máu mủ, chỉ cần ở chung xã, chung đường, vậy là thân nhau, là gắn bó và đồng hành cùng nhau đi qua bao năm tháng êm đềm nơi miền đất này. Nhớ mấy bữa nhà thím Út nấu chè ngon, thì thế nào cũng chút nữa thím cũng sai cô con gái bưng qua bên nhà cô Bảy mấy chén. Trước là cúng ông bà, sau là để ăn lấy thảo của hàng xóm vậy mà. Rồi khi anh hai nướng mấy con cá lau kiến ngon thì bưng liền qua nhà bác ba để bác cháu ngồi lai rai nói chuyện. Hoặc lúc giáp Tết, bên chú Tư chuẩn bị dỡ đám chà ở mé sông trước nhà, thì thế nào mấy chú cháu, anh em hàng xóm cũng coi thu xếp qua phụ. Rồi mỗi khi có chuyện hiếu hỉ, đám dỗ chạp, lợp nhà, dặm lúa, dựng hàng rào, bất cứ công chuyện gì cũng đều có sự phụ giúp, tương trợ của bà con hàng xóm láng giềng. Những khi công chuyện xong xuôi, chủ nhà sẽ làm mấy món ngon để mọi người cùng thưởng thức, như thay lời cảm ơn và để thắt chặt thêm tình cảm tối lửa tắt đèn có nhau. Mà phải công nhận, có những món ăn ở xứ này nhất định phải ăn chung nhiều người thì mới vui, mới ngon và nhớ hoài. Chảo hủ tiếu xào bưng xuống, đơm ra dĩa, dọn ra là mấy ông xúm lại, vừa ăn vừa gật đầu khen là ngon quá. Cái lẩu cá lóc nấu hèm nấu sôi ở trên bếp, bỏ thêm nhiều rau vô thì gấp bún, vẽ cá. Ăn một miếng là cơ thể thấy khoan khoái vô cùng, mọi mệt mỏi sẽ như tan biến đi đâu hết. Nồi lẩu mắm rạc ri hương vị miền Tây thì phải được nấu chung mấy khứa cá tra béo béo, nhúng nhiều rau ăn chung thì mới bắt. Cứ như vậy, những món ăn đồng quê ngoài sự ngon lành còn đóng vai trò gắn kết tình cảm gia đình sum họp, gắn kết tình nghĩa hàng xóm với nhau suốt từ năm này qua năm khác, suốt từ đời này qua tới đời khác. Mà những món ăn đó đâu phải thứ gì cao sang, nó chỉ là mấy thứ như thịt gà, vịt thả đi bộ trong vườn, hay cá tép, cua, ốc bắt được ở ngoài kinh, ngoài sông, ngoài ruộng, lại thêm mấy thứ rau quê dân dã. Tất cả được nấu lên bởi những bà nội trợ trong gia đình, không cần công thức nấu nướng cầu kỳ gì hết, mà món ăn được nên hương, nên vị từ sự thấu hiểu sở thích của người ăn, từ thói quen của gia đình, từ tập quán nấu nướng của địa phương. Vậy là có món ăn ngon được nhiều người khoái, vậy là có những món đặc sản nổi danh khắp xa gần đều hay biết. Người ta nói ở dưới quê sướng lắm nha. Rau thì ở trong vườn, cá dưới mương dưới đìa, còn gà vịt á thì ở trong chuồng, không á thì xách giỏ đi chợ cũng toàn mua được đồ nhà trồng không à. Vừa ngon, sạch lại rẻ nữa chứ. Những cái bữa mà cơm ăn thường ngày đó thì có món canh, món kho, món xào. Còn nếu như mà nhà có khách nè, hay là anh em sum họp đông vui đó, thì có những cái món hầm, món tiềm, món nấu dọn lên như là cái nồi lẩu nóng hổi ngon lành vậy đó. Có món gà tiềm ớt hiểm cay nồng, lẩu cua đồng thì ngọt liệm ngất ngay. Còn món vịt nấu chao thì ta nói cái miếng thịt vịt đồng nó săn chắc ngọt thơm, thêm miếng khoai môn dẻo quẹo, ăn chung với các loại rau xanh nhúng kèm nữa, ngon hết sảy luôn à nghe. Những ai đã từng thưởng thức món vịt nấu chao của quê hương miền Tây
thì chắc chắn sẽ ấn tượng bởi cái mùi vị đậm đà cùng sự kết hợp nguyên liệu độc đáo của nó. Không cần quá nhiều nguyên liệu, không cần những thứ mắc tiền hiếm có. Chỉ đơn giản là con vịt chạy đồng chắc thịt, hũ chao ngon mà sạp chợ quê nào cũng có. Củ khoai môn, thêm mấy thứ rau vẫn mọc nhiều ở trong vườn nhà. Ai thích thì thêm vài tay nấm rơm cho thêm vị, kéo thêm trái dừa xiêm nữa. Vậy là coi bắt tay vô nấu liền món ngon được rồi nghen. Vịt mần rửa sạch thì chặt miếng dừa ăn, sau đó băm nhuyễn nhiều tỏi ớt bỏ vô ướp chung. Vịt nấu chao thì nguyên liệu không thể thiếu, tất nhiên là chao ngon rồi. Trút chao ra chén, nêm vô muỗng đường để làm dịu bớt vị mặn, sau đó lấy muỗng tán chao ra thành hỗn hợp sánh mịn. Chao có màu vàng lợt, hơi nâu nhẹ và có chút đỏ của ớt. Nhìn thì thấy bình thường thôi, nhưng cái mùi chao dậy lên thì ta nói vừa thân quen lại vừa thơm nồng nàn, thơm tới tứa nước miếng vậy hà. Xong xuôi thì coi chế hỗn hợp chao vừa trộn vô trong thịt vịt nghen. Nhớ đập thêm mấy cây sả, rồi cắt khúc bỏ vô cho thơm nữa. Bây giờ thì trộn lên cho đều và để trong chừng nửa tiếng, cho gia vị và chao ngon được thấm kỹ vô trong từng miếng thịt vịt. Trong lúc này thì bà nội trợ coi quay ra gọt khoai môn và lặt rau để lát nữa nấu chung đi nè. Củ khoai môn nhìn thì xù xì vậy đó, nhưng gọt bỏ vỏ ngoài thì trong ruột trắng tươi và chắc nữa. Nhìn là biết liền củ khoai ngon chất lượng. Còn rau ăn chung với món vịt nấu chao thì cũng đơn giản thôi. Cải bè xanh, rau muống trồng hay rau muống vườn đều ngon. Rau tai tượng mọc ở dưới mương, ngắt thêm mấy cọng cải trời nữa. Vì chứ chỉ cần thấy mớ rau ngon nhiều loại như vậy thì biết chắc chắn món vịt nấu chao lát nữa dọn lên sẽ hấp dẫn vô cùng rồi đó. Nhớ xắt thêm mấy cây sả rồi băm nhuyễn để sẵn nữa nghen. Rau lặt xong thì rửa sạch và để ráo nước. Khoai môn cũng rửa sạch và cắt thành miếng dày. Sau đó bắt chảo lên chiên sơ cho vàn đều lớp ngoài là được. Thịt vịt ướp nãy giờ cũng đã thấm gia vị. Coi chuẩn bị nồi và bắt tay vô nấu được rồi đó. Bỏ sả bầm vô nồi phi lên cho thơm thì trút thịt vịt vô. Lẹ tay xào đều đâu chừng vài phút là miếng thịt sẽ bắt đầu săn lại, nhìn rất là ngon mắt. Lúc này mới chặt trái dừa chế nước vô, thêm tô nước sạch nữa, xào cho ngập mặt thịt là được. Rồi tiếp tục nấu cho tới khi thịt vịt chín mềm. Bếp nút bây giờ rôm rã lắm nghen. Bếp bên này thì nồi thịt vịt đang sôi lên, phải nhanh tay hớt bọt. Còn bếp bên kia thì khoai chiên đã chín vàng, coi gấp ra chứ khét quá là hết ngon cho coi. Bây giờ thì quay ra coi đâm tỏi ớt với miếng đường, sau đó múc chao bỏ vô, quậy đều lên. Vậy là có liền chén chao chấm chung thịt vịt đúng chuẩn ngon rồi đó. Nồi vịt nấu chao sôi lên nãy giờ cũng đã gần mềm rồi. Giờ thì trút nấm rơm và phần khoai môn đã chiên hồi nãy vô nấu chung. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Sau chừng 50 phút nữa là món ăn ngon, đậm vị đồng quê đã hoàn thành. Nồi thịt vịt nấu chao sôi ở trên bếp, khói nóng bốc lên, mùi thơm thì bay xa, thơm chịu hóng nổi vậy hà. Cái bụng cũng đã bắt đầu biểu tình đòi ăn rồi, thì coi múc món ăn ra nồi nhỏ, đơm rau, dọn chén, đũa, bàn ghế, rồi mời cả nhà cùng ăn được rồi nghen. Vịt nấu chao là món ăn đậm đà, hương vị của quê hương miền Tây, nên lý tưởng nhất chính là được thưởng thức giữa khung cảnh gần gũi và mộc mạc ở nơi này. Góc sân nhà một buổi chiều trời mát,
có gió thổi chen qua mấy gốc cây, có tiếng chim hót líu lo không ngừng, có món vịt nấu chao dọn lên thơm phức và dậy lên màu sắc đẹp đẽ. Chỉ nhìn thôi là ai cũng sẽ thèm được thưởng thức liền. Cái lẩu nằm ở giữa, nổi bật là mấy miếng thịt vịt chắc đụi, khúc ruột vịt săn giòn, ẩn hiện miếng khoai môn dẻo, kèm theo thì nhất định phải có chén chao chấm đậm đà, dĩa bún và thiệt nhiều rau xanh nhúng chung thì mới ngon. Gắp miếng thịt vịt chấm vô chén chao rồi cắn miếng. Thịt vịt chải đồng chín hiệu là đây chứ còn đâu nữa. Chắc đụi, ngọt tự nhiên, lại đậm đà vị chao, càng nhai là lại càng khoái. Miếng thịt ngon, cái đùi ngon, mề vịt chất lượng, khúc ruột thì càng hớ sảy, cọng rau dường nhúng chung thì thanh mát vô cùng. Đã, đã lắm, mà nóng ngang. Ăn vô là sức mồ hôi hột liền, vừa ăn vừa đưa tay quẹt mồ hôi, cảm giác thiệt là khoan khoái, thiệt là đã đời, thiệt là khỏe khoắn dữ lắm. Người miền quê không ưa khách sáo, nên cả nhà cứ ăn uống tự nhiên ngang. Còi gác cái chân lên ngồi cho thoải mái nè. Người thì gấp bún, người thì nhúng rau, người coi múc nước lẩu chan vô, người thì lo thổi thổi cho bớt nóng. Ai cũng ăn say sưa, ăn thiệt tình món ăn có vị chao mộc mạc của quê nhà. Có tình yêu quê hương, dù xa cách bao lâu, vẫn cứ đậm đà, chan chứa. Cả nhà vừa ăn vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện từ xưa tới nay, chuyện làng, chuyện xã. Chuyện hôm bữa phụ nhà chú Tư dở trà, bắt cá bắt tôm mỏi tay mà vẫn chưa hết. Chuyện đợt cắt lúa vừa rồi, nhà bác Hai trúng vụ, thương lái tới mua tại chỗ. Lúa đẹp và giá cao, bù công hai ông bà gian nắng dầm mưa mấy tháng trời. Chuyện vợ chồng anh Mười có công đất trồng lên vàng bầu tốt quá tốt, sáng nào cũng cắt trái bán được hơn 100 kg, cắt cũng dành dụng, chẳng mấy khi mà giàu tới giờ. Vậy đó, cuộc sống mộc mạc ở quê, cực gì đâu mà cực, nhưng mà vui, mà nhớ thiệt là nhiều. Món vịt nấu chao của quê hương miền Tây ngon lành quá phải không quý vị? Cái món này á, nó được nấu lên từ những nguyên liệu hết sức là gần gũi và quen thuộc trong đời sống thường ngày, chứ không có cái gì lạ lẫm hết trơn á. Mà hầu như nghe người dân quê ai cũng biết làm món này để mà có món ngon mời bạn về nhà chơi. Cái món lẩu vịt nấu chao dọn lên trên giữa bàn nè, xung quanh bày thêm cái mớ rau xanh, rồi nước chấm cũng phải pha bằng chao nha. Gắp một miếng thịt vịt nè, chấm vô cái miếng chao ngon. Ta nói trời ơi, nó vừa thơm vừa béo mà vừa săn chắc nữa chứ. Rồi cắn miếng khoai môn dẻo, lại thêm đó là cái mớ rau xanh nhúng vô ăn kèm nữa. Ta nói chèn ơi, cái món gì mà ngon quá chừng quá đổi vậy hả?